Khương xin chào các anh chị. Trước khi Khương test ca khúc bài ca kỷ niệm Hoa Sao Băng vừa gửi cho Khương thu xong trên K10, và Khương cũng nói rõ với các anh chị em trước khi thu âm, các anh chị em cố gắng tắt quạt gió hoặc là chỉnh điện thoại mình im lặng nha, để tin nhắn Facebook, Zalo hoặc là cuộc gọi gì nó sẽ bị nhiễu nhạc, nó sẽ bị ngắt nhạc hoài nha các anh chị. Chú ý khi thu âm thì mình tắt quạt gió cho đừng bị ồ âm thanh nó hay. Và hát trực tiếp thì chúng ta nên chỉnh cái điện thoại của mình im lặng để nhận tin nhắn nó sẽ bị giật nhạc hoài. Nghe các anh chị, bây giờ Khương test ra trên micro mini và K10 bài ca kỷ niệm cùng em gái Sao Băng. Khương ghim nhạc nha. Alo 1 2 3 4. Các anh chị em nhớ nha. Mình hát thu âm, mình chỉnh điện thoại im lặng để tin nhắn nó báo lại là nó sẽ giật nhạc. Khúc bài ca kỷ niệm. Còn gì giờ đây anh sao nhớ thương đầy vơi, mong tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn nhớ mãi hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Tin nhắn nó báo giật nhẹ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời. Dù xa cách phương trời. Ôi bao năm đã cắt điên. Em nơi đây lòng vẫn chờ. Xa xôi em nhớ rằng đừng tối sầu, làng thôn em mong lúc anh về đẹp tình nhau. Vài lời gửi cho anh em. Quy bắt nhỏ nha Quy, Quy bắt lớn cho anh Thu Âm nghe không. Kỷ niệm một đêm mưa đêm cuối em vẫn nhớ. Ngồi thân suốt đêm dài thầm ghi câu sum vầy, lòng thương nhớ mãi. Con trai bắt nhạc cái nhỏ nha Quy nha, để cho hát nha con. Các chị em chú ý nha, khi mình hát live stream mình chỉnh điện thoại im lặng, điện thoại phát nhạc và điện thoại Facebook im lặng. Còn khi mình thu âm thì mình tắt quạt gió, thiết bị không cần thiết, nó sẽ bị nhiễu vào âm thanh, nó sẽ bị lõm à. Cảm ơn mọi người đã xem clip test. Ôi duyên ta đánh lỡ rồi, khi tâm tư cạn hết mộng lòng ta mang bao nỗi sầu hằng xuống đời. Đường xưa tôi đêm bước âm thầm một mình tôi. Giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa, người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết rồi. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết rồi. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều đã xem clip test K10 cho khách của Khương ạ. Cảm ơn rất rất là nhiều ạ.